Là hầu như chưa đó, bao giờ nó to nên bé đấy bạn ạ. Đó. Thần kỳ chứ. Ừ, duyên chứ thật. Rồi. Bóng mã. Okay. Ờ, tự nhiên anh Tuân kỳ quá. Ủa, MC đẹp trai lúc mọi lúc mọi nơi. Áp trên Facebook có sao? Trên Facebook live stream á. Những con người chưa like bao giờ. Chị làm truyền thông đó chị. Nãy chị em thấy chị like, chị còn không biết là chị like hay chưa. Xong rồi được một người mô Phật. Thần lên đâu tôi không tin được. Rồi, anh Tuân kỳ quá. Em chào chị. Mời anh Tuân về Sài Gòn diễn một đêm đi. Anh Tuân diễn gì chồng? Quên ra đây chị nói anh... Ừ, để em diễn gì vậy ta? Hoài luôn đó trời. Anh Tuân về diễn gì anh Tuân? Diễn mặt đời diễn gì hả? Ổng bây giờ là MC. Mà bây giờ là ổng làm MC chính luận. Xong rồi bây giờ ổng dẫn ổng về lô tô ổng làm dẫn gì? Lô tô. Không, quay lòng cầu. Nó chỉ lắm luôn. Rồi. Cái dù cho nó chỉ chết mất. Ừ. Anh Tuân hát hay lắm, bữa nào quýt luôn qua hát. Đi. Ngại. Qua hát chơi cho vui. Ngại hả? Đúng rồi. Anh muốn hát, anh qua hát cho em chứ tự dưng bút cái gì bút. Đúng rồi, anh Tuân là hát rất là hay nha mọi người nha. Thứ nhất là hát hay nè. Giỏi ngoại ngữ nè. Là thứ hai nè. Thứ ba nữa đó là thể hình rất là đẹp. Bởi vì ảnh là PT Gym. Bây giờ còn làm không anh? Hết thời gian. Hết thời gian rồi, không có nhận thêm đúng không? À. Nhưng mà vẫn đang kèm vài người đúng không? Rất là giỏi, rất là siêng năng luôn. Và đặc biệt là chưa có gia đình nha. Em khỏe luôn ạ. À. Ok, rồi gắn lên My ơi. Gắn lên ha. Ok, Quang Kim. Mời anh Hoàng Thắng hát nữa đi chị. Tối nay em có Bình Dương không? Tối nay anh Thắng hát Bình Dương nè. Tối nay anh Thắng hát Bình Dương á cưng. Nói đi, năng động không, năng động không? Đẹp trai em 6 múi không? Có 6 múi không? Có 6 muối luôn hả? Sơ sơ. Trời ơi. Xuất sắc. Ngon như mít trúng. Nói chung là nhìn nó ngon như sầu riêng vậy đó trời. Nó muối mà thấy bự vậy dày quá. Anh bị sức, bên em bị sức ướt to. Em rồi anh. Đúng rồi. Cái sức ướt là nhô. Em hiểu. Có những người là họ có muối nhưng mà lại bị to ra. Tưởng sức ướt nhô. Trong trường hợp đó mình đi cắt hai sức ướt đi. Tại anh thành chắc thứ nhiêu. Ờ đúng rồi, các cái xương bè đó. Sao cái eo của chị Miêu nhỏ xíu luôn á. Chị siết cọc C là thứ nhất nữa, nhưng mà thứ hai đó là chị ốm lắm. Mà cái eo của chị siêu thực luôn đó nha. Ừ. Eo nhỏ lắm. Chị Miêu là tập thể dục rồi nhìn ăn như lắm. Bà không phải là một người bình thường. Bà mới là người bình thường. Nhiều khi em tưởng tượng giống như chị Miêu là ở một cái ân trên ban xuống là bả một cái con người gì là ai vẽ ra cái ai vẽ bả gì đó. Và mọi người ơi, mọi người nếu mà nghe chị Miêu nói chuyện, mọi người sẽ thấy một người không có bình thường. Họ cái văn của bả nó nguyên bác lắm, mà nó thuộc giống như là một cái hành tinh nào vậy đó. Bị rơi xuống đây. Bị rơi. Anh Tuân ngại gì trời, hát hay sao không hát đi anh Tuân. Anh lộ đó. Quốc lộ dành hết phần của Nguyễn Tuân rồi nhé. Mệt mỏi quá à. Có ngày nó bán đất bán nền nhà hoài vậy. Thiệt sự tao bán cái nhà đó 8 năm rồi quỷ. Eo dòng eo chị Miêu là 51 à. Trời ơi yeah. Dòng eo của bà bằng dòng đùi của ông Tuân thôi. Mà tưởng mà đẹp thật đó chứ. Môi bà lộ quyển rượu. Không đúng rồi đẹp. Nghe văn á. Cái văn của chị, cô văn của chị hay lắm. Có là chị Miêu biết văn như nào là chị sẽ nói. Nhưng mà chị Miêu là nói, nếu mà nói chính xác chị Miêu là BD đầu thai. Ờ, chứ không có người phụ nữ nào vậy hết trơn á. Cái gì cũng tóc thiệt đó. Tóc thiệt đó. Bà ngồi kế bả đi, nó cứng hơn nó bảo hiểm nữa. tại vì tóc thiệt đó mà để anh mà anh chải được như vậy đó là phải xịt rất nhiều keo và đánh rối nhiều lớp. Thành ra là cái tóc thiệt mấy em đội đó là lúc đầu người ta chải được vậy luôn đó. Nhưng mà nó vẫn không có giữ được nhiều. Để giữ được là nó cứng nhưng nó bảo hiểm gì đó. Nhưng mà chị Miêu là đúng là BD đầu thai đó. Có được hai áo dài cho lộ rồi, hai đợi cuối tuần giao hết. Nó nghe nè. Tuần này mình có áo dài mặc hết rồi phải không? Thôi để tuần sau mặc đi. Với lại nếu mà có gửi qua đi để đi hát event nha. Chứ event nó cũ mà. Áo dài đẹp đó chị. Này áo dài của Mộng Tiền May, nhưng mà cái này là cái xinh xăm, nó hơi nó vừa. Bởi hở Mộng Tiền May cái áo dài hở cổ đó, cái nó tới rúng, cái bỏ luôn. Nó phải được hai cái thôi. Cái màu vàng gỡ qua cho bả lại, để bà kẹp miếng ghen lên chưa.
rồi mọi người ơi, em đang nghỉ trưa, em với Tuân đang nghỉ trưa mà hôm nay là MC là đợi nhân vật. Nghỉ trưa xong rồi bây giờ đợi nhân vật tới để quay. Sáng giờ được hai cặp đều rất là dễ thương. Nói chung là sáng nay em thấy năng lượng em rất là tích cực và anh Tuân cũng rất là vui vẻ. Không có ngủ gật nữa. Nên là mọi người tiến triển nó đều rất là ok. Thật sự luôn mọi người, nếu mà mọi người có cơ hội đó, chưa có ai mà có bồ đến tạo điều kiện quen anh Tuân cho biết nha. Rất dễ thương, thật sự luôn, tôi chưa thấy một người đàn ông nào dễ thương như vậy. Từ gương mặt, tính tình cho đến cách ăn nói, ứng xử luôn. Mùa có 6 bắt sửa mà tia dễ sợ. Nó, đáng lý người ta mà giới thiệu về mình như vậy là phải mua thêm 5 kg nữa đó. Mà anh Tuân cũng được cái nói thẳng luôn là không có gì ngoài điều kiện hết mọi người nha. Cho nên là hả, ảnh đó là giám đốc một cái công ty nha mọi người nha, nhưng mà gọi là ẩn dật, không có tiết lộ ra ngoài, chỉ có ba má anh biết thôi. Nói như thật thế đó, mà mọi người không tin quen thử được rồi biết, trải nghiệm thôi, yêu thử rồi bỏ cũng được nha. Đi luôn rồi, quảng cáo đi luôn rồi đó. Bà Tuyền Linh ghê không, nhắc tới áo dài bà bay vô liền. Tối xém trúng cái iPhone 12. Chị Tiền thân mến, iPhone 12 mới mua xong đấy chị Tiền. Để tặng đó là hình như là được 23 triệu. Chiếc mũ huyền thoại lột được cả tóc. Anh Tuân quá xuất sắc luôn. Anh Tuân, đúng rồi cưng ơi. Đó. Rồi, nhắc lại mọi người nha, ai mà có đặt lạp xưởng là đặt sớm, đặt trễ đó sợ bị lên giá thịt heo nha. Mai diễn ở Bình Dương, tại vì có điểm một điểm duy nhất. Mình sẽ nói một chút xíu về ký ức Pluto. Mọi người thân mến, là mình đã quay được 6 tập và tới thời điểm thì mình cũng hết tiền để quay tiếp rồi. Nếu mà nói hết tiền thì nó không có đúng. Bởi vì lúc nào Lộ cũng có dự phòng cho những cái phương án xấu nhất, cho nên cũng phải chừa một tiền, số tiền nhất định, nhưng mà đó là hoạt động của đoàn. Còn về ký ức Pluto là những làm một trong những chuỗi hoạt động truyền thông hỗ trợ cho những đoàn khác, cho nên là không bông tai nhẹ em bằng nhựa nó nhẹ. Là nó cũng không có tới nỗi là phải hy sinh nhiều quá. Có nghĩa mình dư giả thì mình làm, nhưng mà làm 6 tập xong rồi nó hết tiền rồi thì em định là qua Tết em sẽ quay tiếp. Thì đang qua Tết quay tiếp với mọi người. Nhưng mà như thế này nè, em rất là mong muốn là quý vị coi hay xong một tập đi, rồi mình sẽ định giá, rồi sẽ xin tài trợ. Tại vì em quay xong á, cái công em bỏ ra nó cực thì không nói nha, tại vì cái đó là điều mình muốn. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái chi phí nó quá lớn để sản xuất một tập. Rồi sau đó em cũng muốn xin một số tiền nho nhỏ để hỗ trợ cho những cái đoàn đó. Chiều nay có thắng hát không chị? Có em, chiều nay có thắng hát. Bẻ cái cổ lại ha. Cho nên thôi, giờ cái gì được rồi. Thì là hy vọng là sau khi mà phát sóng đó thì mình sẽ tìm được cái nhà tài trợ. Là cái đó là cái ý em trước, thành ra em phát một tập miễn phí luôn, trước hết luôn. Rồi em mới cái xác định cái đường tương lai cho ký ức Loto. Ha, em hôm nay đi quay anh Pau ơi. Pau Trương ơi, hôm nay em đi quay hình chương trình Love Wins Vì Yêu Mà Cưới. Tối nay gặp Lộ Lộ, Châu Pha nữa, vui lắm luôn. Ok anh Nguyễn nha. Rồi đó là cái khó khăn của cái phim ký ức Loto. Nhưng mà mọi người ơi, nó rất là xứng đáng. Bởi vì mọi người biết không, cái tập đầu tiên mà mọi người sẽ coi đó, em đã khóc rất là nhiều khi coi lại cái dựng xong. Bởi vì nó quá nhiều cảm xúc đi. Nó quá nhiều cảm xúc. Thứ nhất là như là mình thấy mấy chị khổ quá. Quá khổ, quá cực. Trong khi đó thì tất cả những cái điều mà nhận ngược lại thì nó lại quá ít. Quá ít cho một người nghệ sĩ. Đặc biệt là nghệ sĩ Loto. Cho nên hy vọng là mọi người cũng sẽ coi chương trình đó và đồng hành với em để chúng ta sẽ có nhiều tập hơn. Bởi vì mỗi tập khi bắt sóng sẽ hỗ trợ được cho một đoàn. Em đã trải nghiệm một đoàn là em đi ghe từ giờ điểm đó, từ chỗ này qua tới kia, ngồi ngoài nắng nguyên một ngày, mọi người không tơi tả hết. Nó rất cực. Hy vọng là mọi người sẽ đón xem, theo dõi và ủng hộ cho cái dự án này. Em không làm truyền thông rộng rãi, em chỉ làm truyền thông ở phương diện cá nhân em và đoàn thôi. Còn về thí dụ như làm clip viral này thì cái là không có. Không có, bởi vì nó là một dự án, nó mang tính chất xã hội và nhân văn nhiều hơn. Cho nên mình không phải là một dự án giải trí.
cho nên em sẽ không truyền thông bình thường được, mà chỉ là đi đúng hướng và đúng đối tượng thôi. Nếu quý vị yêu mến Loto và ủng hộ cho những người nghệ sĩ chuyển giới thì đừng bỏ qua bộ phim này nhé. Trui, có ai hỏi gì nữa không? À, riêng nhạc phẩm Bướm Đêm là nhạc phim của Kiết Loto đó, là chấm bút là nghệ sĩ Hamlet Trương. Hamlet Trương sáng tác, nhạc sĩ Hamlet Trương sáng tác và đưa cho Lộ cũng sau khi Lộ quay xong tập 1 thì mới có nhạc. Là nhạc đó cũng làm mới đây thôi. Kiết Loto là ngày 2 tây tháng 1 sẽ chiếu rộng rãi tại Đoàn. Là hôm đó mình sẽ thuê một cái màn LED rất là lớn và chiếu tại đó luôn. À, em hy vọng thì mọi người sẽ coi ha. À, hiện tại á là thôi để em ghi cái giá lập xưởng cho mọi người đọc nữa. Hiện tại thì sắp ra mắt nữa quý vị, là em sẽ làm một số dự án nhỏ nữa. Ví dụ như là Giang Ngọc Trai ấn tượng vậy. À, cái này gì chai nước ngọt. À, nhỏ giống như là MV Xuân nè, những cái bài song ca với lại Hoàng Thắng, rồi CD do Hoàng Thắng. À, mọi người có ai hỏi về Hoàng Thắng không? Chiều nay Hoàng Thắng có hát đó. Ví dụ như là cơ duyên nào mà để Thắng đến với Sài Gòn Tân Thời bây giờ, bởi vì là Thắng bây giờ là thành viên của Sài Gòn Tân Thời rồi, mà với cái sở trường là đi hát ca sĩ bolero độc lập nhưng mà thuộc đoàn quản lý. Thì hợp đề chụp hình chung với Thắng, rồi xong nhiều người cũng hỏi này kia. Mọi người ơi, là hiện tại thì Lộ đang hỗ trợ cho Thắng để và phát triển cái khả năng ca hát cũng giống như là hoạt động tại đoàn, bởi vì Thắng có giọng hát tốt, ngoại hình ok. Hy vọng là các bạn, mọi người sẽ thích bạn ấy ở Sài Gòn Tân Thời, tại vì hát một show hai show là cái có người book rồi, cho nên Lộ thấy tiềm năng. Nôn ký ức Loto lắm chị ơi, ok, cảm ơn nhiều ạ. À, sắp tới thì Lộ cũng định hướng cho Thắng sẽ có một vài tác phẩm chung với những ca sĩ giống như Khuy Vũ, Dương Loan để phát triển sự nghiệp cho bạn ấy. Vậy đó, mình quản lý một nghệ sĩ thì nó cũng khó hơn chút xíu. Mi Mi Chảnh.